Chiều mùng 4 tháng 9, Hà Nội thêm 6 bệnh nhân COVID-19, cả ngày có 50 bệnh nhân. Chiều mùng 4 tháng 9, Hà Nội ghi nhận 6 bệnh nhân COVID-19, trong đó 3 ca đã được cách ly, 1 ca khu vực phong tỏa và 2 ca cộng đồng, phân bố theo quận huyện Thanh Xuân 3, Đông Anh 2, Hoàng Mai 1, phân bố theo chùm ca bệnh. Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng 4, chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng 2, phân bố 2 ca cộng đồng theo quận huyện Hoàng Mai 1, Đông Anh 1, phân bố 2 ca cộng đồng theo chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng 2. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày mùng 3 tháng 9 đến 18 giờ ngày mùng 4 tháng 9 ghi nhận 50 ca, trong đó 37 ca trong khu vực cách ly, 11 ca khu vực phong tỏa, 2 ca ghi nhận tại cộng đồng. Thông tin cụ thể 6 ca mắc mới ghi nhận trong kỳ báo cáo như sau. Chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng 2, 1 PTT, nữ, sinh năm 1997, địa chỉ Yên Sở, Hoàng Mai, dịch tễ, ngày mùng 2 tháng 9, BN xuất hiện triệu chứng sốt. Ngày mùng 3 tháng 9, đi khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. 2. NTL, nam, sinh năm 1990, địa chỉ Hải Bối, Đông Anh, dịch tễ, BN là phụ xe luồng xanh chở thực phẩm thiết yếu tuyến Bắc Nam. Ngày 29 tháng 8 có đi làm test nhanh âm tính. Ngày 30 đến ngày 31 tháng 8, di chuyển từ Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Ngày mùng 3 tháng 9, bệnh nhân đi xét nghiệm tại Bệnh viện Đức Giang để chuẩn bị di chuyển tiếp thì có kết quả xét nghiệm dương tính. Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng 4, 1 NTT, nữ, sinh năm 1950, địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, dịch tễ, BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23 tháng 8. Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 ngày 24 tháng 8 có kết âm tính. Ngày mùng 2 tháng 9 được chuyển vào khu cách ly chiều ngày mùng 2 tháng 9 có triệu chứng sốt. Ngày mùng 3 tháng 9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. 2DXL, nam, sinh năm 2009, địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, dịch tễ, BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23 tháng 8. Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 ngày 24 tháng 8 có kết âm tính. Ngày mùng 2 tháng 9 được chuyển vào khu cách ly. NG3/9 có triệu chứng sốt. Ngày mùng 3 tháng 9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. 3DMT, nam, sinh năm 1985, địa chỉ Nguyên Khê, Đông Anh, dịch tễ, BN là F1 chồng của LTH, đã được cách ly từ ngày 29 tháng 8. Ngày mùng 3 tháng 9 xuất hiện sốt, mệt mỏi, được chuyển cách ly tại Bệnh viện Đông Anh, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. 4LHL, nữ, sinh năm 1963, địa chỉ Trung Phụng, Thanh Xuân, dịch tễ, BN sống trong khu vực phong tỏa từ ngày mùng 2 tháng 9, ngày mùng 3 tháng 9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính. 2. Số mắc cộng dồn tại Hà Nội. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 27 tháng 4 năm 2021, 3.474 ca. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.561 ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.913 ca. Ngọc Trang, các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.